Em tên là Nguyễn Thị Xuân Hương. Em hiện tại bây giờ là em đã mở một quán. Và em muốn nâng cao quán mình lên một tí xíu nữa và sẽ hơn nữa, nên em học đăng ký học một khóa với thầy Vương. Thì thầy Vương dạy thì dễ hiểu. Thì theo cảm nhận của em thì tùy theo khẩu vị mỗi người, nhưng mà riêng em thì em muốn theo cái gu của em là muốn lạc và thanh, nên thành ra là pha theo công thức của thầy thì đúng chuẩn. Nước uống hiện đại và theo giới trẻ bây giờ đẹp mắt. Cái cách dạy của thầy á, thì chị cảm thấy nó có dễ hiểu hay là không? Dễ hiểu. Làm sao mà chị biết đến thầy ạ? Thông qua người bạn, người em. Và làm sao mà chị cảm thấy tin tưởng mà chị lại đăng ký thầy để mà học? Tin tưởng. Cái cảm nhận lần đầu tiên thì tới học cảm thấy tốt thì lại tiếp tục học tiếp. Rồi em sẽ còn học nữa. Rồi em cảm ơn chị.